Cô giáo, ủa hôm nay bác tập được không? Dạ được chứ cô. Cô thấy mọi người đứng trong đội hình, tôi đứng riêng một góc trời là cô biết tập được. Trời, bác vui tính mà. Dạ vui chứ cô. Giờ già chứ hồi đó tôi từng đi thi cười xuyên Việt đó nha. Trà Ngọc mã số 09. Quán quân không bác? Không biết có quán quân không mà sau cuộc thi đó tôi ôm hận một người đàn ông. Ủa ai vậy bác? Quân sư Diệp Tiên. Quân sư Quỳnh Lập. Ủa nãy giờ bác làm gì vậy? Nhớ lại một thời ký ức huy hoàng. Thôi trễ giờ của con rồi, thôi con về trước nha bác. Rồi chào cô giáo. Giữ gìn sức khỏe nha bác. Rồi chào cô giáo nha. Ông ơi, nãy giờ ngồi trong đây buồn không? Ta nói tội nghiệp hết sức á, đem ra sợ chị em quản hồn không nhảy nữa, hiểu không? Tội nghiệp. Đây coi, để coi mấy năm rồi mà tới cái ngày này á, là tôi bồi hồi dữ lắm. Đấy đi. Cuộc đời tôi á, trải qua bao nhiêu năm rồi, quên cái gì quên, chứ có một cái chuyện mà tôi không bao giờ quên được, đó là cái ngày này 50 năm về trước, ngày tôi và ông tròn 18 tuổi. Em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào, nơi đâu mãi trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dù biết thất vọng mà vẫn yêu giấc mộng, từng đêm lẻ loi ở nơi nhớ vẫn vương. Dù biết rằng người sẽ chẳng đợi hoài, mà sao lòng em vẫn cứ thương, vẫn cứ vui đầy tràn. À, sao mình hẹn nhau ra đây á, không ngồi đợi tôi mà đi lang thang chi vậy? Tôi hả? Ờ. Tôi đang đi kiếm cô bán bún riêu. Để làm gì? Tự nhiên bữa nay học về thèm ăn bún mắm. Rồi có kiếm được cô bán bún mắm không? Kiếm được rồi mà bữa nay bà bán bún riêu. Ồ, là sao? Bữa nay bà đứt vốn bán bún mắm rồi. Còn ấy, đi học về, đợi ra đây đợi tôi sống, đợi đi vòng vòng chi vậy? Tôi kiếm bánh tráng trộn. Vậy thôi, mạnh đứa nào nấy đi ăn đi. Ok. Khoan đã. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Có gì nói đại đi mà. Bác biết tính má tôi mà. Má tôi khó dữ lắm. Má tôi á đã chắc lọc kinh nghiệm, viết được cho tôi một cuốn bí kíp, nhìn một rồi đoán tương lai số giận. Bây giờ tôi sẽ đoán cho phép xong rồi tôi quyết định chuyện tụi mình nha. Người đàn ông mà có một ruồi dưới mắt trái là những người hay buồn rười rượi dữ lắm. Sao? Cuốn sách này sai rồi. Làm gì có. Sao? Lúc nào tôi gặp lắm tôi cũng vui. Tôi vui, vui lắm. Lần đầu tiên Phát tới chơi nhà tôi là má tôi đã cảnh báo rồi. Đàn ông hả? Có một ruồi ngay giái tay, trước năm 30 tuổi không xác định được giới tính. Mà phải, sai rồi. Hôm nay tôi hẹn Lộc ra đây, tôi muốn nói với Lộc một điều là anh yêu em. Em đợi câu này lâu lắm rồi. Em đồng ý. Lộc ơi, em đã biết mình yêu. Lộc ơi, Lộc ơi. Lộc ơi, Lộc. Lộc ơi, Lộc, tôi nghỉ chơi bác luôn. Tôi nguyện rủa Phát suốt đời này không bao giờ yêu được ai đâu. Ê, Lộc, Lộc. Cuộc đời giông bão xô đẩy tôi, tôi lại gặp ông một lần nữa vào năm tôi 38 tuổi. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây? Em ơi tháng bảy mưa ngâu cốt cầu ấu tước trên dải ngân hà, chức nữ hồi ngô ngô lan sao một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc ngủ khóc phận, vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi. Biệt về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. 21 21 21 21 21 21. Có người kinh rồi. Có người kinh rồi, bây giờ nè, đem cái này vô trong ha. Dạ. Rồi nghỉ trưa đi, đợi suốt sau rồi mình làm tiếp.
Dạ đi, dạ dạ đi em. Tôi kinh nè, sao tôi lạnh kẹo kéo đi, tôi kinh nè nè. Dạ cô ơi, cô là nhưng sao lời hứa ngày xưa đã nhạt nhòa. Em có phải là quay về với anh đi? Không được đâu. Ủa, 20 năm qua em làm cái gì? Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tại sao vậy? 20 năm qua em làm gái. Hả, cái gì? Gái bán vé số, trời ơi. Trời đất ơi. Bây giờ cởi coi, cởi cái bán vé số ra đi. Đi về ở với anh đi. Anh sẽ lấy cái đàn lô tô này, anh lo cho em hết. Lộc, hả? Về với anh đi. Anh còn thương em lắm. Anh dám chặt khẳng định và chắc chắn với em một điều rằng kể từ bây giờ không có chuyện gì có thể ngăn cản được hai đứa mình. Anh cướp, anh cướp, nó cướp mất cái tiền bán đồng lô tô rồi. Ai, tôi chưa có kịp trả lời mà anh. Anh đi nhớ về với em nha. Em đợi, em đợi. Vậy mà ông đi hơn 30 năm nay không thư từ liên lạc gì về với tôi hết. Ông về với tôi hả ông? Ông về với tôi đúng không? Là ông đúng không? Bà ơi! Là ông, đúng là ông rồi. Cái tiếng này của ông nè, là ông mà. Tôi bên đây nè. Sao ông chơi trò chơi ánh sáng với tôi vậy? Tôi đã về rồi đây. Bà có biết không? Mấy chục năm trước, khi tôi dí theo thằng ăn cướp, nó chạy tới đâu tôi chạy tới đó. Và ô kìa, tôi đã thấy thằng ăn cướp. Không, tôi đã tới bãi sau Vũng Tàu. Hả? Chạy chi mà xa dữ vậy? Nhưng lúc tôi quay lại rồi, tôi nào có thấy bà đâu. Thôi, tôi không rây rứt nữa. Tôi không hờn, không giận ông nữa đâu. Tôi về tôi cúng cơm cho ông nha. Cúng cơm cái gì? Ông chết rồi phải cúng cơm chứ sao. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bà khùng hả? Tôi còn sống mà. Cái gì? Chân đạp đất nè. Ông còn sống. Anh Phát. Là không? Anh Phát ơi. Vẫn còn nơi đây bên em mà. Nhưng sao anh lời ơi, hứa ngày xưa. Em ấp ủ được gặp lại anh một lần. Em xin anh làm một chuyện thôi. Bất cứ điều gì anh cũng có thể chấp nhận hết mà. Anh cho em làm nha. Làm đi. Cái gì vậy? Dạ dạ. Ông có biết tại gặp ông mà cuộc đời tôi thúi hẻo tới bây giờ hay không? Chờ tôi đợi ông tới 68 tuổi đầu, tôi vẫn còn là một cô gái trinh nguyên. Người đời hay gọi tôi là Lộc Quá Thạch đó. Không, nhưng tôi đã coi bói rồi. Qua 60 tuổi thì tôi với bà sẽ dứt nạn. Thiệt không? Thiệt. Lần này mình gặp lại nhau rồi, bà đồng ý bà lấy tôi nghe bà. Đâu có dễ vậy được, tự nhiên gặp rồi lấy dễ vậy? Tôi giữ gìn mấy chục năm nay rồi. Ông nên lấy anh đi gái. Nhưng mà đợi một chút, tôi hỏi ý kiến phụ huynh đã. Má ơi má, con 68 tuổi rồi, má cho con lấy anh Phát nha má. Lấy được, con lấy đi. Vô luôn. Vậy thì mình đeo nhẫn thôi. Ông vô rồi đó. Mọi người ơi, cuối cùng thì cặp đôi Lộc Phát cũng đã tới được với nhau ở năm 68 tuổi rồi. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa yêu nhau chỉ quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Tấm lều lý tưởng đó ta xây bằng viên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Xinh quá trời quá bà ơi. Quý vị thân mến, Tuấn Dũng số báo danh 08, Trang Ngọc số báo danh 09. Chị lúc nào cũng muốn mấy đứa phải tốt, đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng tốt. Mà bây giờ đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng giỏi quá rồi. Chút nữa bây giờ một đứa đi về rồi mới xẹo, chút nữa chị không biết gì sao luôn. Hôm nay hai đứa ra thi rất tốt. Chị Danh Tiên hạnh phúc.
Nhỏ này cũng giỏi, màn này hết sức là dễ thương. Tụi nhỏ bây giờ không có thể nào loại đứa nào được hết. Mình đau lòng là tại vì đứa nào nó cũng hay hết á. Ngày hôm nay thì Dũng cũng không có gì xuất sắc ghê gớm đâu. Thì chị dành cho Tuấn Dũng 9.25. Riêng Trà Ngọc, chị sẽ không cho được 9.25 mà chị sẽ cho em 9 điểm. Ngồi xuống đi. Tôi nói là tôi đi ăn trộm. Ăn trộm trộm? Tại sao không ngồi một chỗ mà ăn chạy vậy, nuốt cái hột mà sao? Trời đất ơi, không có phải trộm mà. Trộm, năng trộm, trộm, năng trộm. À là đi ăn trộm trộm rồi ăn thêm củ năng, nặng bụng, uống mến na hả? Tôi nói bao nhiêu người hiểu, chỉ có một mình bà là không hiểu thôi. Hả? Bà cầm cái này lên đi. Cầm. Chạy đi. Chạy. Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Chả. Tôi là thằng ăn trộm đó. Ăn trộm. Đúng rồi. Trời đất ơi, 23 Tết rồi không ở nhà lo cúng đường táo về trời đi ăn trộm cái lò làm cái gì? Nhà không có ông tao mới đi ăn trộm cái lò cho con ông tao nè. Cũng hợp lý ha. Né qua một bên đi. Né bên nào? Bây giờ tôi sẽ nhảy qua bên này, còn bà nhảy qua bên này nghe chưa? Rồi. 1, 2, 3. Hey. Bà đi theo tôi làm cái gì? Bên đây không có thuận cái giò. Bên đây không có thuận đúng không? Vậy thì tôi sẽ nhảy qua bên đây, còn bà nhảy qua bên đây. Rồi. 1, 2, 3. Hey. Tôi nghi rồi. Nghi cái gì? Nhảy xuống dưới rớt vô cái ghe hả? Bây giờ sao? Ăn trộm cái gì đem trả cho người ta đi. Trời đất ơi, đừng có ăn trộm, không có nên. Không có được đâu, không có được đâu. Tại sao không trộm mà ăn trộm của ai? Thì đứng lại đó. Chơi gì mà chơi trên đầu trên cổ người ta gì? Hả? Trên đầu trên cổ cái gì? Mày trả cái lọ lại cho tao. Hả? Quánh mày thôi. Trời ơi. Thôi đi. Quánh mày luôn nữa nè. Người ta đánh nói rồi. Đánh thì đánh ở bên con chuột nè. Đánh ăn chè thì đánh trên đầu là học ngu đó. Hả? Đúng rồi đó. Đánh trên đầu nó học ngu đó. 1+1 = mấy? 1+1 = 2. Rồi ngu chỗ nào? Ngu ở cái chỗ là mình nói mình ngu mà mình trả lời đúng đó. Mày đã đeo quá mày. Thôi gì hai, đừng có đánh á. Bình tĩnh, có chuyện gì mình ngồi xuống mình nói. Đừng có đánh trên đầu trên cổ nó như vậy. Nó thui cái não rồi, nó ngu rồi sao không biết nữa. Đừng có đánh á, bình tĩnh lại. Bà đang làm thui cái não tôi rồi đó. Ây giời, xin lỗi nha. Ôi, trả cái lò lại cho tao. Tôi đâu, trả cái lò này là của con. Trả cái lò lại cho tao. Trả cái lò lại cho tao. Lò ai làm bể tan tành, lụm lên gáp lại hết hồn hết luôn. Thôi bình tĩnh. Cái lò tôi nó bể có một chút xíu mà nhờ cái giọng mày ngâm mà cái bò lò của tao nó tan nát mà trời ơi. Thôi dì hai bình tĩnh nè, bây giờ cái lò là bao nhiêu tiền? 50.000. Có bao nhiêu tiền trong người? 20.000. Bớt 30.000 mua cái lò. Vậy là lỗ rồi sao? Nhưng mà 20.000 đó là 20.000 của ngày hôm qua thôi. Chứ hôm nay có nhiêu tiền? Có 7.500 à. 7.500. Rồi bớt bao nhiêu? 42.500. Rồi, bớt 42.500 mua cái lò. Vậy không được lỗ hả tao rồi, không có được đâu à. Thôi vậy thôi nha, 7.500, con mua cục này. Nè. Trời đất ơi, có một cục, làm sao mà đưa ông tao về trời. Đưa bà vợ về trước đi, hai ông chồng ở lại. Không có được. Đưa như vậy hai ông
chồng anh lại à, không có linh đâu. Ừ đúng rồi ha, đưa hai ông chồng thì đâu có linh. Giống như Tướng Dũng mà diễn hài không có bu ca đâu có vui. Bỏ. Thôi mà bình tĩnh đi, đừng có ra nữa, để từ từ con giải quyết. Biết rồi, tao khổ dữ lắm không? Trời ơi, tao khổ quá trời. Thôi nè. Sao mà khổ, sao mà khóc lóc vậy? Tao bán một năm có một cái lò, mà cái lò người ta xài tới mấy năm trời. Mà năm nay tao bán chưa được cái lò nào, mà cái lò nó bể rồi, tiền đâu mà tao có tiền ăn Tết tao mua gạo à. Thôi, bật dậy nè. Bình tĩnh, bây giờ chỉ là bán lò để lấy tiền mua gạo thôi đúng không? Yên tâm, con lấy gạo con cho gì đổi cái lò. Mày có gạo không? Có, mới mua bao gạo nè. Có gạo hả? Có gạo trời. Luôn kìa. Có gạo luôn rồi. Nè, tặng gì bao gạo con mới mua nè. Nó. Trời ơi, có gạo rồi đấy hả? Trời ơi, tao biết vậy, tao đập nguyên cái vàng lò của tao, tao có gạo ăn Tết rồi. Cái gì vậy? Nó chơi thôi, cười xuống Việt mà. Trời. Làm sao mà đưa ông tao được? Nè nín, không có buồn, không có khóc. Chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Lấy cái lò tổ cũ của tôi xài đỡ nha. Đây, cho cái lò cũ luôn nè, tính đi đổi nè. Mà cho luôn á. Cho tôi cái lò cũ? Ừ. Là tôi mang ơn rồi. Rồi. Mà mang ơn là tôi phải trả ơn đó. Trả 37.500 nè. Trời đất ơi, làm ơn thì đâu có cần trả ơn đâu. Cầm tiền này mua gạo, nấu cơm, cúng đương táo về trời nha. Vậy hả? Ừ. Dạ cảm ơn nha. Ừ. Ê ông Phan, nãy giờ nói chuyện mà không biết tên gì vậy? Where are the toilet? Không có, cái đó là hồi đường đi vô toilet. Ủa gì hả? Ủa chứ tên gì? Tên của tôi á, ở trong nhà của tôi, tất cả các tên của ai cũng bắt đầu bằng chữ A hết. Ủa sao bắt đầu bằng chữ B? C, D nè. Không có được, bà phải để cho tôi nói đi. Cho nói đi. Ba của tôi tên là A Sủ, mẹ của tôi á tên là A Loan, còn tôi á... A, B, C. ABC là du đoàn, anh đang mua nè. Rồi, vậy cái tên gì? A Đào. Tên của tôi là A Đào. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt đó, đúng rồi. Hả? Chị ơi chị, giúp người thì giúp cho trót đi. Ừ. Chị có thể nào cho mượn phương tiện đi về quê được không? Quê đâu? Trên núi á. Rồi lâu lắm không về hả? Đúng rồi, lâu lắm rồi tôi không có về nhà. Tôi nhớ bà má lắm, nhớ anh chị em, nhớ ly cà phê bông mê siêu lát rồi. Nhớ nhiều lắm, nhớ vàng lắm, ô vàng ơi! Ê, vàng là thần linh ở trển đúng không? Không phải, vàng là vàng 4 số 9 đó. Kỳ vậy? Đúng rồi. Rồi bây giờ... Tôi là chị, chị cho tôi mua phương tiện. Nè, đừng có lại tôi. Từ lấy tôi giúp, đừng rồi. Nè, lấy cái thuyền tôi chèo về núi đi. Lấy cái thuyền chèo về núi đi. Nè, cho bà cái mền nè, bà đi đâu bà đi đi. Rồi. Cái này nữa nè, rồi. Đi. Tạm biệt nha. Đúng rồi, bye bye. Ê, bảy. Cái gì vậy hả? Cái thuyền sao chèo về núi được không nổi? Trời đất ơi, tôi nói gì vậy, bà cũng cuốn đứng xuống nước đó. Người ta tốt bụng, người ta muốn giúp đỡ mà làm bị liệu không à? Thôi, đi về đi. Ủa mình lúc trước xuống bằng gì? Nhắc mới nhớ ha. Hồi xưa tôi bữa tôi xuống là tôi xuống bằng voi. Rồi về xong về bằng voi đi. Đúng rồi. Khoan, bê chị bê lê, bê lê bụng của bê tên quê. Làm gì vậy? Đề ba con voi đó. Trời đất ơi. Chết rồi. Chuyện gì nữa? Thôi nay con voi tôi để ngoài cái cây, quên khóa cổ, bây giờ còn có cái voi không à? Rồi giờ sao? Để tôi đi kiếm cái mình nó cho bằng được mới được. Trời đất ơi. Thôi nha, đi về là không ăn cắp ăn trộm nữa nha. Biết rồi. Vậy ăn Tết vui vẻ nha. Ai, đó. Trên đời này á, cái giống gì cũng có thể xảy ra. Mà cái giống gì mình cũng có thể giải quyết được. Thấy chưa? Một người thì vui vẻ ôm cái bị gạo tôi đi về. Một người thì vui vẻ ôm cái lò tôi đi về. Còn... Ủa sao tôi còn có cái lò bể vậy? Làm gì vậy? Tại luôn. Ngu gì ngu, tôi ngu vậy đó mà hà làng xóm của tôi vui. Người nào cũng vui vẻ thấy chưa, người ta gọi cái đó là cái ngu xứng đáng. Lo buôn bán ở đó. Ê, chết rồi, lúc tôi ăn rồi, lúc tôi ăn rồi. Cái gì? Chết rồi, lúc tôi ăn rồi. Giúp cho anh em cái cây lên. Đưa đây. Chết rồi, bây giờ nhảy xuống. Nhảy xuống, lấp cái lỗ lại. Nhảy xuống, lấp cái lỗ lại. Nhảy,
vậy bà nhảy xuống dưới ai giúp bà nổi. Mệt ghê luôn, khát khô cả cổ. Ăn trái cây đi, ăn trái cây đỡ. Còn cái thuyền để lủng luôn nha. Bà chết cha, nó lủng luôn, 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 luôn. Rồi bây giờ sao bây giờ? Bây giờ sao? Mọi người ơi, hả? Mọi người tránh ra đi, không có sao đâu. Chỉ cần tôi đọc một câu thần chú thôi là cái thuyền nó sẽ không có lủng nữa. Bước lên đi, ha, ha, qua lâu của chúng ta được qua chỉ là mơ thôi. Ôi, câu thần chú linh nghiệm quá. Từ một cái lỗ bay lớn mà nó làm thành cái lỗ chà bá nước tràn vô đó bố nội. Không phải, không phải, phải bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Đọc thần chú mà thì từ từ thần chú nó mới linh nghiệm, có hiểu không? Chết cha nó không có linh nghiệm rồi. Cùng chơi. Ấy không được. Kéo nó lên là nước sẽ tràn vô cái thuyền. Giờ sao? Lấy nó, lắp cái lỗ lại. Lắp mày đấy. Không được, cứu tôi đi mà. Không được, nước tràn vô thuyền. Giờ sao? Lấy nó, lắp cái lỗ lại. Mày tự cứu tôi đi. Ai à, bà con ơi, tôi đang chết dần rồi. Rồi nó chết dần rồi, giờ sao? Giờ sao? Để tôi, tôi sẽ cứu nó. Mày giải quyết đi. Bình tĩnh, tôi sẽ thay thế nó lắp cái lỗ này lại. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nè, cái bà kia đâu? Tại sao không nhảy xuống đi? Bà đi đâu rồi? Bà ngồi đâu bây giờ? Trời đất ơi, bà ngồi trên chân bà có vui không? Trời đất ơi, thả tôi xuống tôi lắp cái lỗ này cho nè. Bình tĩnh đi, tôi sẽ thay thế nó lắp cái lỗ này lại. Yên tâm không sao hết. Mọi người cứ bình tĩnh. Kéo tôi lên đi, kéo tôi lên đi. Thiệt là học ngu không? Thiệt. Ông bà ta có câu cá không ăn muối cá ư? Con cái cha mẹ chăm 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 chăm, câu sau của nó là gì? Cá không ăn muối cá ư? Con cái cha mẹ. Ừ. Con bị la. Cầm đường con hư. Đúng đi. Tao bị ngu rồi đó đi. Cứu con. Kéo tôi lên đi. Yên tâm, mọi người tôi sẽ lắp cái lỗ này lại cho yên tâm đi, không sao hết. Ấy chết cha. Giật mẹ rồi. Trời ơi, trời ơi, sao con gái
con mình nè phải bán chứ, bán đổ, bán tháo, bán đại, bán cho hết rồi mình ăn Tết chứ. Con ước á, ngày nào cũng là 30 Tết, để người ta vô mua bông cho mẹ con mình luôn bán hết ha mẹ. Trời ơi, con tụi nó ước kìa đứt ruột không. Mẹ ơi, hả? Con cấp lại cho con đi. À, rồi lại đây. Trời ơi, đi đâu mà cái đầu như cái tổ quạ vậy không biết nữa. Rối nùi hết trơn à. À, ngồi xuống đi mẹ dễ cột hơn nha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bé Thương ngồi sát lại mẹ nè. Được sao mà vui dữ vậy? Thôi dì Tám nghĩ sao vậy? Nghĩ sao bắn được?
tháng được hả? 29 Tết mà bông nó chưa nở một cái kìa, sao bán? Thôi tội nghiệp quá, năm nay bông nở muộn mà hôm qua dập trận mưa cái tội nghiệp gì đâu. Thôi đừng có buồn nha, đừng buồn, bông bán được để ăn đi con. Tám ăn không con chia cho mấy chậu? Nhỏ dù chi. Giỡn rồi. Ê bé Thư, nè, cho con đòn bánh tét ăn cho có Tết với người ta nghe chưa? Cảm ơn bà Tám. Cảm ơn dì Tám nha. Mẹ Thư ơi, con Chín đâu rồi? Ơi dạ. Này, tao bảo này, khác cái họ may đồ xong họ còn thừa miếng vải, tao may cho con Thư cái đầm mày cho nó cái Tết với. Trời ơi. Khi nào mà khách may thừa nhiều thì tao may cho mày nhé. Cảm ơn anh nha. Vâng. Cho cái cây cũng gì ta cũng Tết nha. Trời đất ơi. Mới có 29 Tết rồi mà mọi người cho đồ cũng tấp nập vậy. Có gì mua bất ngờ, trái cây é đó. Ai 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 ai. Dì Hai. Dì Hai cho con cái áo nè. Cái áo này là cái áo cũ của dì Hai. Nhưng mà tuy rằng cũ nhưng mà mặc có lần một hà. Nè, mặc vô đi. Rồi á, đặng đi chùa. Nha. Trời ơi. Từ đó, thấy không? Cái chùa chứ dì Hai. Mặc đi chùa để cầu nguyện năm sau giàu hơn năm nay. Trời ơi, dì Hai mùng 1 nào Tết nào con cũng đi chùa cầu nguyện cho năm sau giàu hơn năm nay á, mà năm nào cũng nghèo đều giống vậy. Ừ, thôi quyết định vậy đi, tại số mày số nghèo mà. Chín, chín, 39, 39, 39, 39, 84, 99, 99, 87, 2, 72, phép thường không biết cùng nội cha mày. Trời ơi, Tám ơi, liệu của ai à? Nó chọc tao kìa. Chín ơi. Hả? Năm nay có thể nào cho ở đây ăn Tết được không? Không có về quê được. Ủa sao vậy? Con voi nó bị bắt rồi. Voi nó bị bắt rồi, người ta nói là tới năm đinh voi phải thả nó ra. Đinh voi? Làm gì có năm đinh voi không có nội? Trong 12 con giáp không có năm đinh voi hả? Không. Chỉ là năm nay ở đây luôn rồi. Nè, tôi không có cái gì tặng hết, tôi chỉ có cái vòng tay thôi, cho ôm một cái được không? Rồi, ôm một cái là lây nghèo cả đám nha. Giỡn á, làm gì giỡn á. Trời ơi, mọi người á thiệt tình luôn, cứ giúp đỡ mẹ con vậy á, không biết sao mà trả ơn cho hết nữa. À hay là 29 Tết rồi, bông con chưa bán được nè, mỗi người ôm về nhà chậu đi chưng, tới rằm nó cũng nở đẹp lắm. Bây giờ người Tết người ta trưng bông hoa nở chứ ai mà trưng bông nụ, cái con này mày điên nè. Con sao kỳ quá à, Tết cái mùa xuân á là trong trái tim của mọi người, trong lòng của mọi người, chứ đâu phải có bông là mới có Tết có xuân đâu, đúng không? Mày bảo không nở nữa không Tết mày. Này tôi. Thôi. Trời ơi, Tết nhất tới nơi rồi đừng có gây nhau nữa. Mình đó là bà con tứ xứ, tha phương cầu thực. Mình đến ở với nhau vậy, yêu thương nhau á, trời ơi con quý cái điều đó. Quý quá trời luôn á, bởi vì mọi người đừng có gây nhau nữa. Thương yêu nhau muốn chết luôn, mày đặt cái gây hoài à. Rồi sao? 29 Tết rồi, giờ có muốn ăn Tết không? Muốn. Về chuẩn bị đón Tết đi. Ừ, à, đúng cho mày nha. Này. Vậy về đón Tết. Hai con lên con may cho cái áo dài. Không có nổi. Đâu vậy? Cái này là bao cá hả? Bao cá. Trời nó coi từ nãy tới giờ tưởng bao gạo không à. Trời ơi, người ta giặt cái cọc lại cho ghe đừng có chìm. Nó trời ơi, ghe nó trôi đi bây giờ. Chị, khoan từ từ đã con. Thôi, về quê ăn Tết. Vậy năm nay là tôi ở cái đâu đây nè? Nè, mày lên đây tao cho mày ở ghép. Thôi thôi. Trời ơi, ở ghép. Ơi, nói nghe. Không nói gì chứ mẹ con mày đừng có buồn. Biết không? Tại người ta lành lặn hay người ta giàu khó hay là người ta nghèo khổ gì cũng có Tết, hiểu không? Còn mày tính ra mày sướng lắm á. Mày nói là mày không mày bị cái tay vậy nè. Cái mày may đồ mày đỡ tốn miếng vải bên em nè, mày kẹp vô gì nè, giống dương quá gì đó vậy đó. Giỡn vô duyên. Sao đầu năm mày chửi tao? Trời đất ơi, Tết nhất bớt giỡn vô duyên đi, tao đâu có chửi. Ờ, hèn chi Tết này tao chưa có chồng. Con là cái đầu lông, con là cái đuôi lông nha. Tùng xe, tùng xe, tùng xe, tùng xe.
nhưng mà không phải là đường là đường là một tiết mục rất tươi trẻ nhưng cũng đầy ấm áp tình người trong những ngày xuân. Chúc mừng Buga! Và chúng tôi xin được phép trân trọng cảm ơn sự trợ diễn của tất cả các nghệ sĩ như nghệ sĩ Thanh Hằng, bé Kim Thư, bà đồng hành Khả Như, Tuấn Dũng, Hoàng Khôi, Lê Nghĩa, Thanh Trực, Đoàn Lân, Phương Anh Đường và vũ đoàn ABC. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Và ngay sau đây chúng tôi xin được phép mời Buga nán lại sân khấu để lắng nghe đôi lời chia sẻ, phân tích, đánh giá đến từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin phép tất cả quý vị khán giả ở khán phòng này cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Thật sự ra thì cái tiểu phẩm Buga ngày hôm nay nó đúng là cái hiện trạng của ngày hôm nay đang xảy ra. Trên đường tới đây để ngồi để chấm chương trình Cười Xuyên Việt thì Linh thấy rất là nhiều hoa còn ở trên những cái đường đi, những cái chợ hoa vẫn còn đang bán nhưng mà người rất là thưa thớt. Có lẽ là cái tiểu phẩm này nó cũng cho Linh một cái chút cảm xúc là khi hồi nãy mình đi mình vừa suy nghĩ là tại sao bà con mình mỗi người ra mua một cặp để ủng hộ cho những người buôn bán đó, để họ có một cái Tết vui vẻ hơn. Bởi vì trồng được một cây hoa không phải là đơn giản, rất là cực khổ. Người nông dân người ta phải chăm sóc rất là kỹ. Và ngày hôm nay Buga có một cái tiểu phẩm về cái gây cười của em thì thật sự nó không nhiều. Nó không nhiều. Nhưng những cái tình huống ở trong cái tiểu phẩm thì có rất nhiều mảng miếng để làm cho mọi người phải cười ồ lên và có những dòng nước mắt ở trong đó. Và anh rất là thích cái sự sáng tạo của các em từ cái đôi dép mà hai mẹ con mang đi, rồi từ cái câu thoại từ nay con sẽ mẹ không ôm con được thì con sẽ ôm mẹ trọn cái vòng tay này. Và những người phụ diễn ngày hôm nay rất là dễ thương và rất là khi dàn dựng cái sân khấu như thế này thì Linh thấy là các bạn có cái sự sáng tạo. Ngày hôm nay ngồi ở đây có một mình tôi cảm thấy rất là lạnh, nhưng mà cái tiểu phẩm của em nó mang lại một cái sự ấm áp. Thì ông bà mình có câu là ngày xuân đâu phải 3 với 2, khi buồn xuân khứ vui xuân lai. Tức là ngày xuân không phải là chỉ có 3 ngày Tết, lúc mình buồn dù có Tết mình vẫn buồn, mà lúc mình vui dù không xuân vẫn vui. Và đây là cái đó, là đây ở nơi đây có một cái bến thuyền đó, nó có cái tình người ở trong đó và mọi người đều sống hết mình vì nhau thì cái niềm vui ấy nó nhân lên gấp bội. Đó là tại sao chúng ta mừng xuân mừng Tết nó là như vậy, bởi vì nó có sự đoàn kết, có một cái sự yêu thương, cái sự ấm áp. Và ngày hôm nay chúc mừng Buga đã có tiết mục rất là dễ thương. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Bình minh sáng tươi trên quê ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay ngã nghiêng cánh lúa. Một tiết mục thật hay để đi vô ba quẩy rồi chị em ơi. Chị em có ngửi thấy mùi gì quanh quẩn đâu đây không? Mùi gì? Mùi trai. Nhưng mà không phải trai trong làng, trai lạ. Bởi vì trai trong làng tôi ngửi mùi tôi biết hết rồi. Trai lạ kìa. Ai Phó xì ôi, tôi
kìa. Mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi, mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là hội Tam Chí, anh là Chí Lòng. Tôi là Chí Phổi. Tôi là Chí Vào Trường. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh, em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Chí, quyết chí làm ăn. Yeah, vậy là từ nay chị em của chúng ta để ba quẩy mệt về có tiệm cháo đi ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi, mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng tao ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa. À, tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích ứng, thích đấy anh. À, anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè, từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? À, vậy là à, mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Ừ, không phải ai biết rồi, vậy là trong rừng. Không. Cũng không phải luôn, vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thuê chém mướn. Lúc này đây, chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiến lên. Anh ơi, em nói cho anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ, không giấu gì anh. Tên của em biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có. Thôi, em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ, em biết. Anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là hội Tam Chí, em tên gì? Dạ, em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Chí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi. Từ nay em sẽ được làm Cindy Chí Tài rồi. Thôi được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. À, em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lở của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lở là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của Trường Vũ. Còn chị Lỡ thì đã trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Lỡ ơi, vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biến dậy, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Lỡ ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Sài Gòn. Quý vị ơi, thư gốc luôn rồi. Quý vị ơi, quý vị có muốn lên chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình.
ngày đó quen nhau dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo để em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái như quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí Bolego ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná Bolego, một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Học máu rồi mà chưa. Quý vị ơi, còn nhiều tiết mục lắm. Quán bar của em nổi tiếng là quán bar mà thứ dữ ở đây. Và bây giờ là một cái tiết mục rất là đặc biệt. Quý vị muốn bay không à? Bay. Trên cái chiếc phi cơ nào cũng có phi công. Chính vì vậy mà chúng ta muốn bay cao, bay xa, bay ra tận ngân hà, bay ra vũ trụ. Thì ngày hôm nay em đã mướn tới đây một phi công rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta cho chào tay đón chào phi công đến từ Cần Thơ. Mà quán em mà ế kêu anh Tài tới đây, anh Tài giúp đỡ tụi em. Anh Tài ơi ra ngoài đi, có trợ lý em đưa lương cho anh nha. Cảm ơn anh, chào anh. Nên anh lùi bước về sau, vì thấy em gió hơn để có thể ngắm em. Tài. Quý vị ơi, đã không à? Tôi chưa. Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, cô ai thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, mơ bên nhau cho hạnh phúc em đẹp. Em đã gây chi bao mối tình ngang trái để tình trùng thuê, nay đành lỡ là thôi. Giúp cô hồn hút cái cây giúp. Tôi không tới đây để giật cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đem giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn dép. Mày tông dép cho mẹ ăn chuối.
tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé Lỡ. Cái gì? Tìm bé Lỡ? Tình cờ cơ thể tôi ra. Ai ai bà Vũ Bị Hương, kết cuộc bà nấu nồi nào? Em nấu nồi này. Tình cờ anh gặp em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em. Vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Không có anh ơi, ở nhà em ăn bột mì đấy, em bị xì nó phù thủng. Em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng? Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng lỡ. Nhưng mà cái tên nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một cung đàn. Phải chăng dòng đời là dòng dây hoang trái? Rồi, 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 được rồi. Cho chồng chị thoại mấy đứa. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ, tới cái vũ trường này đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chị Lỡ chỉ là gái bán hoa, anh phải kêu là Lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi, Lỡ của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lỡ bán hoa, bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa. Chuyện tình nào bao năm qua. Em gói ghém thành kỷ niệm. Phải nắng còn. Ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ Bà Chẻo, muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ huống gì tiền mày. Trời đất, tao bị mượn tao 80 triệu, bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi, mà còn cả hội Tam Chí. Đúng, mày có tam chí, tôi có tam tai chơi mày mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ chí. Hội tứ chí, đang sát chí. Nên đi, mày có hội tứ chí, tôi có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ chí. Giang hồ đâu, hãy ra đây. Em đi trên có non mọc ốm đôi bờ đường đê. Em chia nhiều nắng lá chưng rụng rè. Nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về. Ai vậy phá quán chị ba? Là tao. Là mày. Ôi, kêu nó ra giải quyết vấn đề mà cứ hạ tối ngày cứ. Thôi, tới đây để đánh lộn chứ tới đây đâu phải để. Hey, chúng ta là một hội một thuyền, có muốn chỉ thì hãy chỉ Gia Bảo. Hey. Hey. Quá xàm rồi. Ê em, nghe tao hỏi. Mì tên gì mì tên hả? Chỉ cho tao biết quý danh là gì. Mì tên gì mì tên chỉ cho tao biết quý danh là gì. Nói. Chỉ Lòng Lò Gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chỉ Lòng Lò Gạch. Chỉ Lòng Lò Gạch.
tại sao cậu lại có cái tên là Chí Lồng Lò Gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí Lồng Lò Gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. -75 -3 -8. Tại sao bà biết? Mẹ nè con. Thôi đây. Quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ muốn dây nảy lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại còn số không. Anh ơi, em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh ơi. Anh bớt nói nhiều đi, kém sang vô đây đi anh nha. Nhắc đến thay buồn, tình chia ngang đôi đường. Suốt cuộc đời tôi tương lai già lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẩm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẩm đi. Không, cái mặt thì giống anh hơn, anh ẩm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẩm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi, con ơi, cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười vậy mẹ biết diễn sao luôn con. Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm. Mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau. Ồ, và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch. Mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ đỡ té nắng. Lúc này con mới. Con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên mẹ không sao. Xe gì đục bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới. Con ơi, con khóc hoài, mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ thì bỗng nhiên. Lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá nằm giữa đường quốc lộ, xe bắt chó lại hút mẹ đi. 3 ngày sau, mẹ chống chọi với bầy cún, mẹ mới ra khỏi đó. Và mẹ tìm con thì hỡi ôi, không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý và phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữa quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi cho trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch. Rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ. Đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào. Lời ru em mãi xanh như sao diều vì buồn. Tiếng ru em đêm chẳng mà soi bóng. Con. Bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mẹ mà con. Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có. Em bán hoa là em bán bông á, bông hồng thật tặng ca sĩ ha. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả?
Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao. Có nhiều đó nữa cũng trật nữa. Con ơi, bây giờ gương vỡ lại lành. Con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau, chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Và tại cái ba này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Sầu bi, đường xưa nơi cũ nhớ